hàng thân yêu. Em đang rảnh rỗi nên em quay na Đài Loan cho cả nhà. Na Đài Loan hàng nhập khẩu vẫn là hàng nhập khẩu nhá các bác nhá. Cây nói chung là về bản thân cây nó khỏe nên khi mà đặt ở trong vườn để nó ổn định, cây nó phát triển rất là nhanh, rất khỏe luôn, lá xanh mướt. Đây, bầu cây em không phải vùi đất đâu các bác nhé, bầu cây em để bình thường thôi, không vùi đất đâu, nhưng cây phát triển rất mạnh luôn. Tổng chiều cao của cây rơi vào 40 phân, 4 đến 50 phân. Cái lô này về thì nó vừa phải thôi, nó không cao quá nhưng mà nó rất là đẹp, nó rất là khỏe, cây rất là đẹp các bác nhé. Lô na này mới về, trong vườn bao giờ em cũng sẽ để lại tầm 1.000 cây, 500 đến 1.000 cây hoặc là 2.000 cây để bán lẻ. Hết thì lại hàng mới về, đều đều và thông thường là như thế. Nói chung là na Đài Loan nhập thì cây rất là khỏe, không chê vào đâu được các bác. Cái tỷ lệ mà cây hư hỏng là rất là ít luôn. Có khi là 5.000 cây mà không hỏng đến 5.000 cây. Tưởng tượng là 5.000 na Đài Loan đi từ Đài Loan về Việt Nam mà không hỏng đến 100 cây đâu các bác nhé. Thực ra là cái na bên Việt Nam ghép cũng khỏe, cũng rồng được. Tuy nhiên vì là nó chưa ra quả, người ta đã cắt mắt ghép rồi, người ta đã ghép treo bán ở thị trường rồi, nên bản thân em không tin lắm về chất lượng, nên em mới không bao giờ dám quảng cáo và em cũng không dám bán. Chứ ở trong Bến Tre có rất nhiều vườn mời em, có nhiều vườn trong đó ghép treo cây như là ghép na Thái đấy, mời em lấy nhập na Đài Loan về để bán, mời giá là giao ra Hà Nội là giá 50-60 nghìn đồng một cây. Nhưng nói thật là em không muốn nhập, em không muốn mua như thế, bởi vì em đã vào rất nhiều vườn ở trong Bến Tre và nhận thấy là người ta chỉ có ghép treo thôi, người ta ghép và ghép đến khi cắt thì cái cây nó còn trơ cái gốc thôi, không biết là khi nào cây mới ra quả được, cũng không nhìn thấy cái hiệu quả của quả nó như thế nào, chưa nhìn thấy hiệu quả của quả nên là rất là khó nói.
Bên em thì vẫn chỉ bán nguyên về chuyên về na Đài Loan hàng nhập khẩu thôi. Khi nào mà các bác có nhu cầu về na của bên Việt Nam ghép mà đặt tiền thì em mà yêu cầu về giá rẻ hơn, mềm hơn thì em sẽ lấy na từ miền Nam ra cho các bác. Em sẽ lấy na đó ăn từ miền Nam ra cho các bác. Như thế nó sẽ dễ hơn, nhưng mà trong quá trình làm việc thì với khách hàng thì em vẫn phải nói rõ cái quan điểm của cá nhân em để cho khách hàng biết. Ví dụ như là cây na ở đâu thì mình nói xuất xứ nguồn gốc ở đấy cho nó dễ làm việc. Tránh cái sau này phải đối mặt với nhau và nói về cái chất lượng quả nó không được đảm bảo. Bản thân em là muốn trao đổi rõ ràng như thế với khách hàng, nên là trong quá trình quay em phải quay rõ hơn và em phải nói rõ cụ thể hơn. Vẫn là bầu đất nha các bác nhé, vẫn là bầu đất nhập từ Đài Loan về. Khách hàng bên em trồng cái na Đài Loan này khá là nhiều rồi, và cái phản hồi của khách hàng rất là tốt luôn. Khách hàng luôn luôn khen là cây khá là khỏe, rất là khỏe, và trồng nó không bị trột, nó không bị hư hỏng. Nghĩa là bản thân cái cây mẹ nó phải tốt đã thì các dòng cây con nó mới tốt được. Cũng như một người mẹ đủ sức khỏe, người mẹ khỏe, một người mẹ có nhiều sức khỏe thì sẽ nuôi con của mình tốt hơn. Em thì em cứ nghĩ đơn giản là như thế, cho nên là với cây thì em cũng nghĩ là thế. Cái nguồn gốc của cây nó rất là quan trọng. Các bác mua cây dù là các bác mua ở đâu, không vườn em vườn nào cũng được, nhưng mà cái nguồn gốc cây của người ta nó đảm bảo thì các bác về trồng cái chất lượng quả, cái chất lượng quả giống sau này các bác nhận được nó cũng rất là đảm bảo, để cho khách hàng, để cho các bác cũng có thể yên tâm. Các bác có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trên số điện thoại hoặc trên trang của em. Em vẫn có thể trả lời những cái lúc nào em rảnh. Em có thể xem lại, còn nhắn tin thì tùy vào tin nhắn. Em có thể gọi lại luôn chứ em không có nhiều thời gian ngồi check ở phần tin nhắn ở trong điện thoại. Và rất cảm ơn các khách hàng đã xem cái video của em ngày hôm nay. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.